Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh nha. Thì buổi tối ngày hôm nay có một thông tin về bão lũ khẩn cấp nha mọi người. Thôi làm lễ. Rồi khỏi đi, để chút mày nhớ mày cắt được rồi. Anh tao thôi. Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh nha. Trở lại buổi tối ngày hôm nay thì có một thông tin về những vụ sạt lở mới nhất gây chấn động tại Lào Cai. Đó là một bản làng 128 người đã bị sạt lở và bị san bằng bởi đất đá từ trên cao đổ xuống. Đây là một thông tin khá là chấn động, làm chúng ta nhớ lại một mấy năm trước từ xảy ra tại một cái làng ở Trà Len, ở Nam Trà My của chúng chị. Đó cũng là một ngôi làng cũng đã bị san bằng, nhưng mà may mắn hơn là vẫn còn nhiều người sống sót. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cái ngôi làng 128 người ở Lào Cai thì mới cứu được chỉ có 10 người và tìm thấy 16 thi thể nha. Mới cứu được 10 người và tìm được 16 thi thể. Thì thật sự là những người còn lại chưa tìm được thì cái khả năng mà còn lại sự sống là rất thấp. Nhưng mà chúng ta cũng cầu mong một cái điều kỳ diệu, một cái điều kỳ tích sẽ được xảy ra với những người không may bị gọi là đất đá vùi lấp trong cái lần sạt lở này ở Lào Cai. Thì mới đây cách đây ít phút thôi cô chú anh chị, trên báo Tuổi Trẻ cũng đã đưa tin về trận lũ quét xảy ra tại huyện Bảo Yên, Lào Cai đã vùi lấp toàn bộ thôn làng Nẩu, nơi có 35 hộ dân và 128 khẩu cư trú ha. Làng này là tên làng Nẩu nha mọi người, nơi có 35 hộ dân và 128 khẩu cư trú tại đây. Toàn bộ ngôi làng 35 người tại làng Nũ, xã Phúc Khánh bị vùi lấp hoàn toàn. Đó, một cái hình ảnh trên màn hình cô chú chị có thể thấy nó san bằng, giống như là chúng ta gọi là mới khai thác đất đá chỗ nào đó nó bằng phẳng đó. Nhưng mà trước đó thì ở dưới đó đó là một cái ngôi làng rất là yên bình, bà con sống nơi đây cũng rất là lâu rồi cô chú chị. Đó, trao đổi với báo Tuổi Trẻ lúc 19:45 thì cách đây khoảng một tiếng nha mọi người, tối ngày 10 tháng 9, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, sáng 10 tháng 9 xảy ra vụ lũ ống, lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trận lũ quét đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nũ, nơi 35 hộ dân, 128 khẩu cư trú. Ngay sau khi xảy ra sự việc, tỉnh đã tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Tính đến 18 giờ ngày hôm nay, chúng tôi xác định sơ bộ có hơn 30 người sống sót và bị thương. Còn lại có thể là mất tích và đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm thâu đêm. Đến 18 giờ đã tìm thấy 15 thi thể. Hiện tỉnh đã huy động các lực lượng và đề xuất quân khu 2 hỗ trợ, giúp đỡ về lực lượng, thiết bị để tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, ông Trường nói. Ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư huyện ủy Bảo Yên cũng vừa cho biết đã tìm thấy thi thể 16 nạn nhân trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nũ, xã Phúc Khánh. Chúng tôi đã xác định hiện vẫn còn hơn khoảng 70 người mất tích trong vụ lũ quét, ông Bảo cho biết thêm. Theo ông Bảo, chính quyền huyện Bảo Yên nhận được tin báo trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nũ vào khoảng 10:15 sáng nay ngày 10 tháng 9. Do khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt hoàn toàn, mất thông tin liên lạc nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Khoảng 14 giờ các lực lượng đã tiếp cận được hiện trường, ứng cứu được 10 nạn nhân, tìm thấy 15 thi thể. Đó. Đến buổi tối lực lượng chức năng tìm thêm được một thi thể của một người dân đang bị vùi lấp. Đây là trận lũ quét gây ra thương vong và thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện. Các lực lượng chức năng của huyện cũng đang tranh thủ thời gian gấp rút huy động lực lượng tiếp cận khu vực, tiếp cận người mất tích để tìm kiếm. Theo thông tin ban đầu được báo Lào Cai đăng tải, người dân cho biết khu vực này chưa từng xảy ra thiên tai, nên khi xảy ra vụ sạt lở núi xảy ra hoàn toàn họ đều bất ngờ. Nhà chức trách đang tranh thủ thời gian ngắn nhất, gấp rút huy động lực lượng tiếp cận khu vực sạt lở để tìm kiếm người mất tích. Tối ngày 10 tháng 9, cổng thông tin điện tử Lào Cai cho biết,
Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng hôm nay đã xác định trên 30 người bị thương và sống sót, tìm thấy 15 thi thể nạn nhân, còn lại rất nhiều người đang mất tích. Huyện Bảo Yên đang tranh thủ thời gian gấp rút huy động để tiếp cận lực lượng, tiếp cận cái nơi sạt lở nha mọi người. Đó. Thì đây là những cái thông tin mà mới nhất được báo Lào Cai, báo Tuổi Trẻ, rồi những cái tờ báo chính thống đưa tin về cái thông tin này. Phải nói đây là một thông tin khá là buồn, cùng với lại những bà con đang bị ảnh hưởng trong cái đợt cơn bão số 3 vừa qua. Đó, nó còn cơn bão đã đi qua rồi, nhưng mà cái hậu quả nó còn mang lại, nó còn quá nhiều của chúng chị. Bây giờ những cái nơi khác không riêng gì Lào Cai, ngay cả Yên Bái ngày hôm nay em cũng đã đến rồi, Phú Thọ em cũng đi rồi, đó, Hà Nội em cũng đến rồi, đó, rất là nhiều nơi, Vĩnh Phúc em cũng đã đến luôn. Thì em thấy rất là nhiều cái vụ việc mà chưa năm nào mà nó gọi là thiên tai nó cứ dồn dập đến nhiều như thế này của chúng chị. Thì ở đây là một cái làng còn có 35 hộ dân, thì đã tìm thấy 30 người bị thương và sống sót, và 16 người đã tử vong. Đó, đây là một thông tin khá là đáng buồn, nhưng mà mình cũng hy vọng là những người còn hiện đang mất tích thì họ hy vọng họ sẽ được may mắn. Đó, cầu mong cho họ được may mắn, hy vọng là phép màu sẽ xảy ra với họ. Chứ mà nói thật là cái sự mà sạt lở này thì em riêng em đã chứng kiến rất là nhiều lần rồi cô chú chị. Dường như là cái sự sống nó rất là thấp, nhưng mà chúng ta vẫn mong cầu một phép màu sẽ xảy ra đến với họ. Đó, thì bởi vì bây giờ của chúng chị nè, hiện tại theo em được biết là ở Lào Cai nha, mất điện hoàn toàn. Đó, không riêng gì Lào Cai đâu, kể cả trung tâm Yên Bái đi, ngày hôm nay tụi em đã đến Yên Bái nhưng mà đã gọi là bị mất điện hoàn toàn của chúng chị. Wifi sóng di động thì lúc có lúc không, nên cái sự việc này cập nhật cũng khá là chậm. Bởi vì sau khi những người này tác nghiệp á, cô chú chị tác nghiệp tại hiện trường á, thì họ phải đi rất là xa. Đó, có thể là vài chục cây số, vài trăm cây số để tìm một cái nơi để có gọi là internet để kết nối lên. Đó, thật sự là rất là khó khăn, tình hình hiện tại trên này là như thế. Đó, tại ngày hôm nay cũng đã chứng kiến, đó, chính cái anh em tụi em cũng đã chứng kiến tại Yên Bái về tình hình gọi là thiếu điện. Đó, hoàn toàn dường như là không còn điện ở nơi nào. Chỉ có những người nào ở nhà có máy phát điện mới có điện thôi. Còn những ai không có máy phát điện hình như là không còn điện nha cô chú anh chị. Đó, nên là tụi em phải từ Yên Bái tụi em phải về lại Phú Thọ để tụi em ở qua đêm. Và ngày mai tụi em sẽ tiếp tục lên ngay chỗ gọi là Lào Cai, Bảo Yên, Lào Cai này để cập nhật thông tin cho mọi người được nắm bắt. Bởi vì cái vụ việc sạt lở này làm cho em nhớ đến cái năm 2021-22 gì đó, xảy ra sạt lở tại Trà Len, Nam Trà My đó cô chú anh chị. Cũng một ngôi làng cũng đã bị san bằng tất cả. Đó, do gọi là mưa lũ kéo dài. Thì hiện tại mực nước sông trên gọi là cái nhánh sông Hồng đó đang lên rất là cao nha mọi người. Dường như là lên cao hơn ngày hôm qua là cả mét rồi. Đó, bây giờ là Hà Nội thì có nhiều nơi gọi là cập những cái dòng sông đó đã gọi là bị ngập rồi mọi người. Bây giờ rất là nhiều người đang lo lắng là cái nước này có dâng lên tới gọi là trong cái nội ô thành phố Hà Nội không. Đó, rất là nhiều người lo lắng rồi, bởi vì bây giờ của chúng chị thấy rồi, rất là nhiều đập thủy điện từ gọi là Trung Quốc rồi ở Việt Nam mình nữa, đó xả rất là nhiều. Đó, nếu không xả thì nguy cơ gọi là nó sẽ nặng nề hơn nữa của chúng chị. Đó, bởi vì khi mà đập thủy điện nó đã quá cái mức chứa nó đi, bắt buộc phải xả. Nếu mà không xả thì giữ lại, nếu mà nguy cơ nó vỡ ra thì nó còn gọi là khủng khiếp hơn nhiều, có thể nhấn chìm cả thành phố. Đó, nên là bắt buộc là phải xả dần. Đó mọi người. Nên là cái tình hình bây giờ bão lũ ở miền Bắc đi, đúng không? Năm nay thì miền Bắc rồi, từ Hà Nội trở ra của chúng chị rất là phức tạp. Đó, ngày hôm trước thì cô chú chị đã thấy rồi, tại cầu Phong Châu đó cũng đã bị sập, đó khiến cho nhiều người rơi xuống sông, và đến ngày hôm nay thì vẫn chưa tìm thấy nha mọi người. Và theo cái thông tin mới nhất thì chắc trong ngày mai sẽ gọi là lực lượng chức năng bên phía bộ đội sẽ bắt cầu phao ngang đó để tìm kiếm nạn nhân trong cái thời gian sớm nhất. Bởi vì nước chỗ đó bây giờ nó càng ngày nó càng dâng lên cao. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai là nước chỗ đó chảy khá là mạnh nha, khá là mạnh nha mọi người. Đó, rồi ngày hôm nay tại Vĩnh Phúc, ngay cầu Vĩnh Phú, tại tỉnh Vĩnh Phúc bắc qua Phú Thọ,
đó, giáp ranh với Phú Thọ, lại tiếp tục đó có những chiếc tàu lạ đó đâm vào đó. Và không riêng gì những cái cầu ở Vĩnh Phú đâu mọi người, mà còn những cái cầu khác mọi người thấy rồi, những chiếc gọi là tàu ở đâu, tàu đá, tàu cát gì ở trên Trung Quốc á mọi người, đó nó cũng va vào những cái cầu đó, đó đe dọa đến cái sự an toàn của những cái cầu ha, đó đe dọa cái sự an toàn của những cái cầu. Thì thật sự là bây giờ mình là một người đang có mặt tại những cái nơi mà xảy ra những cái sự việc đó, thì mình thấy là tình hình rất là nghiêm trọng ha. Mọi người nên hạn chế, gọi là nếu không có công việc gì chúng ta cũng đừng có đi đến những cái nơi nguy hiểm đó đó, bởi vì cái bão lũ thì nó xảy ra, nó sạt lở thì nó không biết khi nào mà sạt lở đâu mọi người đó. Và ngày hôm nay thì cũng như là cô chú anh chị đã thấy rồi, anh em cũng đã đăng tải lên những cái video mà ngay tại Yên Bái, ngay tại trung tâm thành phố Yên Bái nha, đó bị sạt lở phía sau cái khu nhà dân bị sạt lở, khiến cho gọi là phải là hơn 20 hộ dân bây giờ là không dám về nhà luôn, có nhà nhưng không dám về đó, không biết là đất đá nó sẽ đổ xuống lúc nào đó. Thì ngày hôm nay phải nói là chia buồn cùng với lại huyện Bảo Yên, Lào Cai đó, là đã vùi lấp hoàn toàn gọi là thôn Làng Nũ, nơi có 35 hộ dân và 128 cư khẩu khẩu cư trú nha mọi người. Thì phải nói là thật sự là sau khi mà chúng ta nhìn thấy một cái bức ảnh lũ nó san bằng tất cả cái ngôi làng đó, chúng ta mới hiểu được cái sức mạnh của những cái trận gọi là sạt lở nó khôn lường lắm mọi người. Cái gọi là cái hậu quả nó mang lại không có thể lấy cái gì ra để mà đong đếm được hết cả đó. Đó là phải đợi bằng tính mạng của nhiều người đó, những người trong đó thì có những người vô tội đó, họ đâu biết gì đâu đó, họ cứ cất nhà họ ở thôi, nhưng mà sạt lũ quét rồi sạt lở rồi nhiều thứ lắm cả nhà đó. Nhưng mà tình hình hiện tại thì mong mọi người khi mà xem được cái video này chúng ta chia sẻ ra đi, lan tỏa ra đi cả nhà, lan tỏa ra để cho những ai có người thân tại nơi cái Làng Nũ này, Làng Nũ nha, Làng Nũ Bảo Yên gọi là Yên Bái, Lào Cai đó, có những ai có người thân ở nơi đây thì họ sẽ gọi là liên hệ để biết được thông tin gia đình mình. Và những ai không liên hệ được cũng đừng nên lo lắng nha, bởi vì theo cái tình hình mình biết được, khi mà buổi chiều nay anh em mình ghé một quán cơm để ăn, thì người nhà trong cái quán cơm đó họ cũng anh em mình hỏi đường để lên Lào Cai đó, thì người ta cũng chia sẻ là cũng có gia đình ở trên đó nhưng mà sáng giờ không liên hệ được đó, sáng giờ không liên hệ được mọi người đó. Nhưng mà do trên đó là mấy ngày trước là họ cũng đã nói là bị mất điện rồi đó, chắc do cũng không có còn gọi là pin dự phòng để gọi là sạc điện thoại để kết nối với mọi người đó. Nếu mà những cô chú anh chị nào mà có những cái chuyến đi thiện nguyện của mình thì theo em nghĩ là bây giờ là họ đang cần gọi là lương thực, bởi vì cái đường lên trên đó nó khó đi lắm, với lại nó đi xa mọi người. Cái nhất là lương thực, cái thứ hai là cần nữa là máy phát điện đó. Máy phát điện ở đây, em nói máy phát điện để làm gì, không phải để thắp sáng cô chú chị ạ. Đó, ở đây mình không có nghĩ tới cái việc thắp sáng đâu, nó quá xa xỉ rồi. Đó, máy phát điện để cho họ sạc được cái điện thoại của họ. Đó, để họ gọi là liên hệ lại với những người thân ở những nơi xa, có thể là những người con của mình, những người cháu của mình đi làm ở những nơi xa đó mọi người. Đó, để họ liên hệ được để cho họ an tâm. Đó, cái điều mà mình nghĩ thiết thực nhất lúc này là có thể là lương thực và một cái máy phát điện, để giúp bà con nơi đó gọi là sạc được cái điện thoại của mình thôi. Đó, một cái điều đơn giản thôi mọi người. Đó, tuy internet không có nhưng mà sóng di động vẫn có nha. Đó, sóng di động mình gọi đi vẫn được nha mọi người. Đó, nhưng mà không biết là tình hình hiện tại trên đó thì đã nghiêm trọng đến mức nào rồi. Nhưng mà tình hình sáng nay anh em mình đi tại Yên Bái thì vẫn còn sóng di động để gọi đi. Nhưng mà trên đó thì thật sự là còn sóng di động hay không thì mình cũng không biết được. Hay là do những cái người trên đó đã lâu ngày, 2-3 ngày nay rồi, không có điện thoại nào mà giữ pin được 2-3 ngày đâu. Đó, bây giờ không có điện thoại giữ pin được 2-3 ngày đâu, nên gọi là chắc gọi là mình nghĩ là hết pin, hết điện rồi. Đó, bây giờ mình nghĩ thiết thực nhất là máy phát điện là một cái trợ giúp cho những người trên đó để có cơ hội để liên hệ lại với gia đình, để cho mọi người an tâm ha. Đó là một cái điều mà mình nghĩ là đang cần nhất lúc này. Và thực phẩm nha mọi người. Đó, mong cô chú anh chị sẽ lan tỏa cái điều này để chia sẻ đến những người mà có những cái tấm lòng, họ muốn đi đến những nơi gọi là bà con đang gặp khó khăn, để giúp đỡ, để chia sẻ.
thì họ sẽ mang theo những cái vật dụng đó. Đó, bởi vì mình cũng gọi là có mặt tại nơi đó nên mình biết là họ đang thiếu cái gì, nghe cô chú anh chị. Đó, và thật sự là một lần nữa thì mình cũng khá là buồn khi mà nhận thông tin này. Ngày mai anh em mình sẽ có mặt tại nơi này để cập nhật thông tin chính xác, gửi đến cho quý cô chú anh chị, cho bà con được nắm bắt nha. Còn bây giờ thì mình cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video mới tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.